Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Động đất 8,0 độ Richter làm rung chuyển đập Tam Hiệp, 1,2 tỷ dân Trung Quốc hoảng loạn. Tin nóng chấn động thêm một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển 13 thành phố của Trung Quốc, tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 200 km, nhưng người dân ở đây vẫn thấy rung lắc mạnh. Trận động đất đã làm bung chân móng con đập Tam Hiệp, khiến chính quyền ông Tập Cận Bình khóc sưng hết hai mắt. Hiện các cơ quan cảnh báo động đất sóng thần của Trung Quốc vừa ra thông báo khẩn cấp tới người dân của nước này phải sơ tán gấp, nếu không sẽ bị nguy hiểm ập tới. Dự báo Trung Quốc trong nay mai còn hứng chịu tiếp một trận động đất và một trận mưa đá dữ dội nữa. Đó là theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết như vậy. Và nếu điều này xảy ra thì khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 97,5%. Khi đó toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị 60 tỷ mét khối nước của đập Tam Hiệp nhấn chìm và cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thế giới sẽ không còn xuất hiện tên Trung Quốc trên bản đồ nữa. Và đây không biết là tin vui hay tin buồn cho châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng Bắc Kinh đang điều động hàng nghìn xe quân sự bọc thép lên con đập Tam Hiệp để quyết định phá vỡ con đập này trước khi nó sẽ tự vỡ. Và theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được thì đỉnh lũ số 2 đã xuất hiện trên con đập Tam Hiệp vào ngày hôm kia, khiến cho mực nước tại con đập này đã vượt mức cảnh báo rất cao. Nước mưa liên tục trút xuống trong những ngày vừa qua đã làm cho con sông Dương Tử báo động đỏ ở mức độ cao nhất. Con đập Tam Hiệp được cho là đã hết sức chịu đựng và nếu không tự phá bỏ thì nó sẽ gây ra thảm họa cực kỳ tàn khốc cho người dân của Trung Quốc. Các khối bê tông tại con đập Tam Hiệp được cho là đang bị nứt nghiêm trọng và bị rò rỉ nước. Và nếu tình trạng mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới thì lượng nước trong hồ nhiều sẽ khiến cho con đập nổ tung như một quả bom, khiến hàng triệu hàng tỷ người dân của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Dự báo có ít nhất khoảng tầm 800 triệu người dân trên 28 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm dưới biển nước như là một ngày tận thế. Các thành phố, các cao ốc, xí nghiệp, nhà máy, vật dụng và rất nhiều những thứ khác sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc sẽ ngập trong biển nước và đây là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đây là lý do vì sao mà ngày hôm qua ông Lý Khắc Cường đã quyết định điều động hàng nghìn xe bọc thép và 50 tiểu đoàn lên gần con đập Tam Hiệp để tiến hành tự phá con đập này, tránh hậu quả thảm khốc xảy ra trong một vài ngày tới. Hàng triệu người dân xung quanh con đập Tam Hiệp đã được di tản khẩn cấp ngay trong đêm lên các đỉnh núi cao. Hàng triệu người khác đã lên khu vực Vạn Lý, Trường Thành để trú ẩn. Tình trạng 28 tỉnh thành phía Nam dọc theo sông Dương Tử đang báo động đỏ, báo động khẩn cấp mức cao nhất. Trung Quốc đang trải qua những giờ phút cam co, ngàn cân treo sợi tóc. Được biết, một nguồn tin từ mạng xã hội cho biết bị chính quyền ông Tập Cận Bình chặn lại, không cho bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài. Theo lệnh từ chính quyền thì bất kỳ ai phát tin sẽ bị bắt ngay lập tức. Thưa quý vị, chính quyền ông Tập được cho là đã mất ăn, mất ngủ suốt hơn một tháng vừa qua khi mưa lũ, lũ lụt, động đất sạt lở liên tục, tàn phá Trung Quốc. Ông trời và mẹ thiên nhiên dội xuống đầu chính quyền của ông Tập quá khủng khiếp và tàn khốc, khiến cho chính quyền của ông ta không kịp trở tay, để bây giờ phải quyết định phá vỡ con đập Tam Hiệp trước khi nó tự vỡ. Đây được cho là một công trình đập lớn nhất của thế giới và gây ra nhiều tranh cãi nhất từ khi nó được khởi công xây dựng cho tới nay. Giờ đây, đứng trước nguy cơ tự tay phá vỡ con đập này thì cũng là kết quả của sự tàn ác, nham hiểm và độc quyền độc đoán mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới trong thời gian vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình vì những tội ác mà ông gây ra. Chính quyền của ông ta đã đi ngược lại với thiên nhiên khi cho tàn phá rừng, phá núi một cách bừa bãi, đặc biệt là hủy hoại con sông Dương Tử hay còn gọi là con sông Trường Giang để xây con đập Tam Hiệp, khống chế thiên nhiên, khống chế nước để bây giờ đang phải oằn mình chống lại sự nổi dậy, sự trừng phạt của ông trời và mẹ thiên nhiên. Điều này xảy ra cũng là cái kết rất đúng với cả quy luật sinh tồn. Thưa quý vị, có một nguồn tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được gây hoang mang, đó là vào 18 giờ chiều ngày hôm qua, tại thủ đô Bắc Kinh đã xuất hiện hàng ngàn con quạ đen bay khắp bầu trời, vừa bay vừa kêu lên những âm thanh nghe rất thảm thiết, như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra đối với Trung Quốc. Từ quảng trường Thiên An Môn đến Tử Cấm Thành, hàng ngàn con quạ gây náo loạn bầu trời, phải chăng Trung Quốc sắp có điểm báo chẳng lành gì chăng?
ông trời báo hiệu Trung Quốc sắp đón một thảm họa khủng khiếp được báo trước. Kể từ đầu tháng, mưa lớn khắp các tỉnh phía Nam của Trung Quốc khiến cho 1/2 đất nước của Trung Hoa chìm trong biển nước. Người dân thì sống trong cảnh lầm than màn trời chiếu đất. Hàng triệu người đã thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi, hàng triệu hecta hoa màu bị tàn phá, hàng triệu người dân phải di tản đi khắp nơi để tránh lũ lụt, động đất sạt lở. Nước từ trên cao đổ xuống như sóng thần cuốn trôi mọi thứ từ ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện đều bị cuốn trôi hết theo dòng nước cuồn cuộn. Sau tất cả những gì đang xảy ra, không biết chính quyền ông Tập Cận Bình có nhận ra những lỗi lầm của mình để nhận thức hay thay đổi hay không? Liệu rằng ông ta còn tham lam độc quyền độc ác và tiểu nhân đi gây gổ, gây hấn đánh nhau với các nước xung quanh mình nữa không? Thưa quý vị, đó vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Với bản chất độc tài, tham lam và tiểu nhân muốn thâu tóm tất cả các nước trên thế giới, hòng chiếm đất đai và biển cả tài nguyên của các nước khác, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bất chấp để làm nên điều đó. Mới đây nhất, ông ta còn điều hàng ngàn xe tăng, xe quân sự lên vùng biên giới Trung Ấn và Trung Triều Tiên gây hấn nhằm chiếm dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi nổi tiếng trên thế giới, khiến tình hình hết sức căng thẳng. Ông ta còn đem tàu chiến, đem rất nhiều tên lửa, máy bay ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật nhằm khống chế khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ông ta tự công nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung Quốc, tự xây dựng trái phép quần đảo nhân tạo trên lãnh thổ của các nước trong khu vực để đặt các căn cứ quân sự hòng o ép các nước, và đây chính là tội ác mà ông ta đang gây ra cho nhân loại. Và chính những tội lỗi đó, bây giờ mẹ thiên nhiên, trời và đất cũng như là đấng tối cao, Đức Chúa Trời đã ra tay trừ khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh để trả lại bình yên cho thế giới. Hiện tại thì Trung Quốc đang bị ngập lụt rất nhiều nơi. Tuy nhiên trên thế giới không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc. Không phải các nước không muốn cứu người dân của Trung Quốc đâu, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là đã làm mất hết lòng tin đối với cả cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà các nước đang quay lưng lại với Bắc Kinh. Hiện thì chính quyền ông Tập Cận Bình không còn lòng tin với cả cộng đồng. Người ta nói rằng thời vận của Trung Quốc đang lụi tàn theo năm tháng, và tất cả điều đó đã nói lên Trung Quốc đã và đang bị tẩy chay khắp mọi nơi. Nếu như không thay đổi, sống tốt lên mà còn sống tham lam, nguy hiểm và muốn đi ăn cướp lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ bị nhân quả báo ứng và sẽ bị quả báo. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tại Vũ Hán xuất hiện hiện tượng bị thấm, nước sông đã vượt quá cảnh báo tới 2 mét, trong khi một đỉnh lũ mới dự báo là sắp ập tới. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đã ra thông báo do mưa lớn, dòng chảy chính của thượng nguồn sông Dương Tử và khu vực đập Tam Hiệp đang tăng đáng kể, lưu lượng hồ chứa tăng nhanh lên tới 58 mét khối trên giây. Đây là một trong những lưu lượng lớn nhất trên thế giới và nó có thể nhấn chìm tất cả toàn bộ các tỉnh thành xung quanh quần đập Tam Hiệp. Và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm nếu như Trung Quốc xảy ra 1-2 trận động đất sóng thần nữa. Thưa quý vị, thông điệp về trận lũ số 2 của sông Dương Tử trong năm nay có nghĩa là hạ lưu sẽ có thể gặp một thảm họa xả lũ khác. Hiện tại, khu vực Hồ Bà Dương đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nước ở thành phố Vũ Hán đã lên tới 27-37 mét và tình trạng kiểm soát lũ ở tỉnh An Huy, nơi đang đối mặt với cả lũ lụt ở phía Nam cũng như phía Bắc đang rất nghiêm trọng. Khi đạt mức kiểm soát lũ cao nhất thì chính quyền đã phải đưa ra cảnh báo đỏ và lũ lụt đang tiếp cận khu vực Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Trên trang web chính thức của Cục Quản lý Lưu vực Hồ Thái Hà của Bộ Tài nguyên nước ra thông báo cho biết, mực nước tại Hồ Thái Hồ đạt 4,65 mét, mức kiểm soát lũ cao nhất trong lịch sử và cho thấy xu hướng tăng lên trong một vài ngày tới là rất cao. Cục phòng chống lũ ở Hồ Thái Hồ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, mức độ cảnh báo cao nhất vào các tỉnh như Chiết Giang, Thượng Hải khả năng cao sẽ bị ngập lụt. Bộ trưởng Tài nguyên nước của Trung Quốc đã ra thông báo rằng dòng nước chảy vào hồ Tam Hiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh lũ mới và nguy hiểm đang rình rập tới con đập này. Thưa quý vị, Hồ Thái Hồ được cho là rất rộng và rất sâu, độ sâu trung bình khoảng 2 mét trở lên, có những nơi lên tới 20 mét, nước dễ vào nhưng không dễ thoát. Một khi Hồ Thái Hồ bị ngập, các khu vực xung quanh như Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Hồ Châu và Thượng Hải sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề nhất, và đây chính là nguyên nhân mà phía Trung Quốc đang rất lo lắng. Ông Vương Gia Bảo, giáo sư một trường đại học tài nguyên nổi tiếng ở Thượng Hải cho biết, nhiều khả năng cao nếu xảy ra đỉnh lũ số 2 thì con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ và các lực lượng chức năng phải hết sức đề phòng. Hôm qua, hãng tin Reuters đưa tin các thành phố như Vũ Hán, An Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã đưa ra cảnh báo đỏ trong mưa lớn và mực nước tại các con sông hồ đang tăng lên với mức độ chóng mặt.
thành phố Vũ Hán bên bờ con sông Dương Tử cảnh báo người dân nên đề phòng khi mực nước tăng lên nhanh chóng và đạt mức quá nguy hiểm so với mức an toàn. Hồ chứa đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi đang tích trữ nhiều nước lớn nhất của Trung Quốc, đang cố gắng giảm bớt lưu lượng gây ra rủi ro lũ lụt ở vùng hạ lưu. Hiện đang có mức nước cao hơn 10 đến 12 mét so với mức cảnh báo và hồ chứa này đang chứa với lượng nước lên tới 60 tỷ mét khối và đây là một trong những lượng nước lớn nhất trên thế giới. Khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc. Hãng tin Reuters còn cho biết mực nước tại Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây cũng đã vượt mức cảnh báo đỏ tới 18 mét và nguy cơ xảy ra vỡ đập là rất cao. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thủy lợi cho biết thì lượng mưa trong một vài ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao ở nhiều thành phố Trung Quốc. Hiện tại thì động đất sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra và nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất lớn. Và liên quan tới tình hình đó, chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị và các bạn vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.